đang xây cống ngăn mặn là rất là khủng, lớn ở đằng đó ha, lớn nhất Việt Nam luôn đó, cái cống ngăn mặn đó, đó ha. Rồi chiếc tàu kéo mới thấy luôn nè. Ở đây là hướng ra cửa ở ngoài sông cái lớn nha anh em ha. Chút nữa sẽ trình trạm biên phòng. Hiện tại là rất là nhiều xà lan nha, rồi ghe bầu nữa nè, đang đi hướng ngay này nè ha. Tại vì cống kinh cục á, mở á, cho nên là chạy gần ngược anh nha. Coi xà lan này tên gì đây? Hồng Yến ha, Hồng Yến, tên Hồng Yến. Ở sau thì chiếc xà lan với chiếc ghe bầu. Cái bầu này bằng sắt nha anh em. Ha. Ôi, trồng cây gì nè. Ôi quá dễ thương. Cây cảnh gì quá nhiều ha. Bây giờ leo xuống nha, để trình biên phòng nha. Mình thấy chiếc tàu kéo này chuẩn bị kéo ghe đi nha, sợ mắc cạn đó anh em ha. Tàu kéo cái cô gái này là bán hàng nha, xuồng hàng nha anh em. Rồi bây giờ bán xong rồi ha, chạy đi. Chiếc này tàu đực nha anh em. Đây là mấy ghe xuồng hàng này nè, đó bu theo để mà bán hàng nha. Toàn bộ là chị em phụ nữ không nha. Đó bây giờ chuẩn bị tới chiếc tàu khổng lồ của mình này nè, mấy chị sẽ bu theo giống vậy đó. Số quá đẹp. Chiếc này bề ngang khoảng 6m8 đổ lại nha anh em, bề dài khoảng 28m đổ lại ha. Cabin 3 tầng, máy K38 ha, Min K38, xài xa luôn.
bán được gì không? Bu theo ha. Quá hay luôn. Tàu cái nha anh em. Quá đẹp. Rồi trình trạm biên phòng xong rồi nha anh em, chạy nha. Chạy trước nha, tàu cái chị. Ồ, chạy rồi nha. Ê, cái ông nó cởi quần. Lại thiệt. Rượu, dừa, ba cái đồ khô, đồ nhậu ha. Bữa nay cũng còn nhiều cặp lắm, chưa chạy ha. Hai cặp này chạy trước. Nãy mình quay đó là đi ra đó nha, nhiều lắm ha. Nhiều cặp để bông cúng lắm. Thì trình biên phòng xong rồi nha anh em. Chưa được nữa. Rồi, trình biên phòng xong rồi nha, chạy về nha anh em. Chạy về bến nhà chăm tắc cậu nha. Sao cái hai của em hồi xưa là em mua là em tháo này em đóng hết rồi. Quyên có gì xà lan lấy neo nha anh em. Nước lớn nhất lên nè. Rồi, xà lan biển số Sài Gòn nha. Rồi, lấy neo luôn, ok, neo lên rồi. Neo lên rồi, ok. Trước mặt các bạn thì chiếc tàu kéo nó đang kéo chiếc tàu cái nha anh em ha, tàu cái. Nhắc mũi nha, tàu cái này bề ngang nó khoảng 6,5 m đổ lại nha anh em ha. KR91284TS. Đó, phải nhắc mũi mới được. Thẩm lắm. Đây tàu đực nó nằm đây đây, tàu đực nó chạy sau đây nha. Đây tàu đực đây, đó. Chiếc tàu cá này thì bề dài của nó khoảng 26 m đổ lại nha anh em ha. Bự. Ok. Quá đẹp. Chiếc này là chứa trên 120 tấn nha. Chứa trên 120 tấn. Tàu kéo dễ thương ha. Màu trắng đỏ nha. Đi trình biên phòng rồi nha. Trình biên phòng nữa nha anh em. Tàu kéo này chạy trước, chút nữa kéo nữa ha. Wow. Rồi mấy anh em ngư phụ có ngồi đây ha. Cabin 3 tầng. Ghe xài lô thùng nha anh em ha, lô thùng đây. Đây cái lô thùng.
Chiếc này ghe cầu lết nha anh em, bay luôn, cái miệng cầu bay nằm trên đây ha, miệng cầu bay để sành khô, cầu lết thì để dưới. Rồi trình trạm biên phòng xong rồi nha, ok, mua thêm máy giá dừa nữa.